Nằm trong dự án mở rộng xa lộ Hà Nội, đường song hành xa lộ Hà Nội đã được đưa vào sử dụng một phần, với đoạn kéo dài từ đường Tây Hòa đến khu công nghệ cao thuộc quận 9. Tuyến đường song hành này đã góp phần giảm áp lực giao thông cho xa lộ Hà Nội, đặc biệt vào giờ cao điểm. Con đường song hành này của cái xa lộ Hà Nội này nè, nó mới vừa hoàn thành gần đây không anh? Không được mấy tháng rồi, cái đường này song hành nối từ ngay khu công nghệ cao đấy mà chạy về từ dưới ngã tư Bình Thái đó. Ví dụ giờ xe hai bánh đâu nó đi đường ngoài hết, mà ví dụ người ta đi về trong này thì người ta đi cái đường này nó cơ. Vậy nó giảm bớt cái số lượng ở ngoài nhiều hơn. Nó hiệu quả hơn chứ, đúng không? Con thấy đó. Ta đi ai cũng vô trong cho nó rộng, ta đi ví dụ tới đây là người ta quẹo vô luôn rồi, thấy chưa? Còn đi trên đó, ví dụ nó không có đường này, cái đó quẹo là chỗ đó nó đông rồi. Thế nhưng khi có mặt tại đây, ống kính camera cận cảnh đã ghi nhận được khá nhiều hình ảnh vi phạm luật giao thông của người đi đường. Ngã tư Thủ Đức là cửa ngõ đông bắc của thành phố, có mật độ xe lưu thông qua lại khá lớn. Phóng viên camera cận cảnh đã có mặt tại khu vực này, đoạn giao cắt với đường song hành xa lộ Hà Nội. Kể từ khi đưa vào sử dụng đường song hành xa lộ Hà Nội, cơ quan chức năng đã cho lắp đặt giải phân cách cứng trên đường song hành, đoạn gần giáp với giao lộ, nhằm phân luồng cho người dân đi lại thuận lợi hơn. Thế nhưng, hàng loạt xe máy di chuyển trên đường song hành hướng từ cầu Đạch Chiếc về khu công nghệ cao đã quyết định chọn phương án đi tắt đón đầu như thế này. Họ lấn sang con lương ở làng ngược lại để di chuyển lên phía trên và dừng đèn đỏ tại khu vực Vạch Sơn dành cho người đi bộ. Đèn đỏ bật lên, một chiếc xe máy len lỏi lấn sang làn đường ngược lại, vô tư chạy ngược chiều. Và ngay sau đó, hàng loạt xe máy khác chạy theo. Khu vực này vào thời điểm hiện tại không khác gì đường chỉ có một chiều lưu thông. Chính điều này đã khiến cho giao thông tại khu vực này vào giờ cao điểm trở nên rối rắm. Dù di chuyển đúng luật, nhưng nhiều xe cộ vẫn không thể lưu thông được. Việc này khiến cho xe cộ di chuyển từ ngã tư Thủ Đức vào đường song hành gặp khá nhiều khó khăn. Chính việc lưu thông kém ý thức và sai luật này đã khiến cho nhiều người dân khi di chuyển đúng luật gặp nhiều trở ngại. Bức xúc đó, đúng không? Ví dụ giờ cái lane của mình đi đúng mà giờ người ta không mấy, ta đâu có ai chịu đâu. Nó mà giờ nếu mà nói mà biết rồi, ví dụ có người ta đã không có cái tôn trọng cái luật giao thông rồi. Bây giờ mình đi nói, mình nói người ta lúc đó người ta nói ngang lại mình không biết sao trả lời. Đâm ra nó ra đường là nó cự cãi, nó không hay. Điều đó là rất là khó chịu và dễ xảy ra tai nạn rất là nhiều. Tại vì họ đi sai tuyến mà. Trời tìm ẩn chứ, dù đây em đi lên xuôi mình đi ngược lại rồi ai mà tránh kịp. Đúng không? Ví dụ chạy xuôi chứ có người chạy ngược lại thì sao tránh kịp. Một số ý kiến cho rằng việc lấn tuyến đi ngược chiều này xuất phát từ việc con đường này mới mở, người dân chưa quen khi tham gia giao thông. Chỉ nghĩ đơn giản đây là một trong những làn đường của xa lộ Hà Nội. Nhiều người người ta không biết, người ta rẽ sang, người ta còn cự mình. Cứ đường cho phép và đường không cho phép thì họ nhìn biển họ cũng ít người giao thông tham gia giao thông mà quan tâm tới cái biển báo của mình. Tất nhiên cái này là cái ý thức cái người làm việc á mới là quan trọng. Họ làm như thế nào để cho người tham gia giao thông có được ý thức đó là điều quan trọng. Thế nhưng trên thực tế, cơ quan chức năng đã tiến hành lắp đặt hàng loạt biển báo, kẻ vạch trên đường, lắp đặt giải phân cách cứng, hệ thống đèn tín hiệu khá rõ ràng. Ngay cả khi thấy ống kính camera đang ghi hình, hàng loạt xe gắn máy hai bánh vẫn ngang nhiên tiếp tục lấn qua làn đường ngược lại. Vậy biển báo vạch kẻ đường tại khu vực này có được sự quan tâm của người dân không? Hoặc có thấy mà vẫn cố ý vi phạm? Tôi tham gia giao thông mình vô, mình vừa chạy vô đường là mình đã biết rồi chứ sao không biết được? Nó không biết là sao không biết? Đúng không? Ví dụ giờ cái vô là mình nhìn bảng người ta đã gạch kẻ đường hết rồi, mình đã biết hết trơn, cái sao nó không biết là nó sao không biết? Đúng không?